những tin tức về vụ hẹn nhau hỗn chiến giữa 40 thanh niên ở Quảng Ninh và Hải Phòng vào hôm mùng 4 Tết. Đáng chú ý, mâu thuẫn khiến cho hàng chục thanh niên này đều có tuổi đời rất trẻ, sẵn sàng phát hung khí, giữ võ trên đường chỉ vì mâu thuẫn, thách nhau trên mạng xã hội. Đại diện công an thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị gây hỗn chiến vào tối mùng 4 Tết. Theo đó, vào tối ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết, công an thành phố Uông Bí nắm được thông tin trên mạng xã hội TikTok đang có hai nhóm thanh niên, thiếu niên từ thành phố Hải Phòng và thành phố Uông Bí hẹn đánh nhau. Trước sự việc trên, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt và Công an thành phố Hải Phòng tổ chức tuần tra trên dọc tuyến đường quốc lộ 10. Quá trình tuần tra, lực lượng công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên khoảng 40 người điều khiển xe máy, che biển số cầm theo gậy gọc vỏ chai, đi từ hướng thành phố Hải Phòng sang và một nhóm mang theo chai lọ thủy tinh, dao, phớ, tụ tập, ven quốc lộ 10, đoạn qua phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Khi phát hiện cơ quan công an, các đối tượng tăng ca bỏ chạy và bị lực lượng tiến hành truy bắt. Tại thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng bắt giữ được 8 đối tượng và tại thành phố Uông Bí bắt giữ 7 đối tượng cùng nhiều dao, phớ, vỏ chai thủy tinh. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng nhận bản thân khai sinh năm 2005-2006 là người địa bàn thành phố Uông Bí. Do có xích mít trên mạng xã hội từ mùng 3 Tết, nên nhóm thành thiếu niên thành phố Hải Phòng hẹn tối mùng 4 Tết sang giải quyết với số thanh niên thành phố Uông Bí trên địa bàn thành phố Uông Bí. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Uông Bí phối hợp với công an thành phố Hải Phòng, triệu tập, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.